Bài đây ông Câu ơi, hôm nay vui vẻ đi phỏng nhá. Đấy, thằng này mày tuổi gì, phỏng mới cút mẹ em đi nhá. Bọn tao đánh liêng, mày có đánh không? Liêng thì liêng, ra phải cút, đừng gớm. Gà 1 triệu. Đây, đưa, 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 đưa em nháo bài em nhá. Nháo đi. Mày lộn trộn đây em nhá. Đây, lộn trộn. Em trẻ bài, em chia, em làm cái luôn anh nhá. Mày tuổi gì mà làm cái ở đây? Nó nhỏ thế này cơ. Đây, 1 triệu. Một. Anh làm cái anh? Tao làm cái luôn. Tao bỏ 2 triệu đấy. Cái luôn. Chất cái thằng bốc. Ok. Đại ca là cốc này. À, có tiền làm lại cái hết được. Cần 2 triệu đây nói ít thôi. Ok. Thì ai nói gì đâu mà lại ca gớm thế nhỉ? 2 triệu cân à? Đúng rồi đấy. Cân ngay. Đây ông cân. 2 triệu thêm mà. Thêm 3 triệu này, 4 triệu này, 5 triệu thằng nào yếu chạy luôn. Hả? 5 triệu chạy rồi. Nhà sau bắt đi, nhờ nhà sau tôi siêu đầu có cánh. Điểm thì đánh đi. Đầu cánh của tôi cân đón đi. Em lên bài được 7 đón. Đây lên được 7 điểm đánh như này thì thêm 5 triệu ai bắt được. Ê, chúng mày kém lắm, đón với đưa ở đây nhá. Xem cái gì mà xem bài có tiền đâu mà xem. 4 nước bài đây này. Đủ thế nhỉ. Mẫu mạnh mồm 1 triệu này. Phải có tiền mới xem được nhá. Được rồi. Lần sau đặt xuống một em cúp với. Vàn sau nói rằng tóm lại là ông đại ca cốc không biết nhưng mà làm luật luôn trộn bài xong là phải đặt xuống đấy. 1-2 cân thôi. Tôi 5 điểm bài chạy thôi. Nhà cái cân rồi thì nhà cái đánh đi anh ấy. 5 củ lại thêm 5 triệu. 7 điểm bài. 7 điểm sao ăn được. 7 điểm sao ăn được. 9 đại ca 9 cơ mà. 9 còn đi rô. Phải bán nào cũng đánh cái đâu. Đỏ thật. Đây này thì khó đánh thật. Lấy tiền như này lúc không biết lúc nào đánh thật, lúc nào đánh đùa. Đây, cắt cờ đi. Đánh họ đấy. Nhiều tiền họ thêm là họ ăn đúng không? Có tiền vào đây mà lấy nhá. Đánh như này đánh làm sao được. Đánh như này khó chịu nhỉ. Khó thật, khó chịu nữa. Nghe gấu này cơ mà. Bỏ luôn. Có mình rồi, mình bắt rồi. Bỏ, bắt đi nhà sau thôi. 3 điểm bài thì bỏ vào. Mày đánh vào cứ thêm 5 triệu. Em thêm trước cái đại ca này 2 triệu này. Thêm 2 triệu. Đấy. 2 triệu là cái gì? 2 triệu cân. Thêm cho mày lại 3 triệu nhá. Thêm 3 nữa. Ừ. Mẹ cái thật. Đúng là mày toàn bị ông này đấy. Có điểm đâu đấy đánh ngu đi. Bài anh có điểm anh mới đánh. Nhưng mày cứ tưởng anh đánh 7 điểm tiền như kiểu mà cỏ rác đâu mà. Đánh mấy phát mà ông này làm cho mình hoa hết mắt rồi. Thôi rồi hoa luôn. Anh em ngồi chơi đi, mình đi vệ sinh tí xong rồi ngồi chơi rồi, nhá. Rồi rồi, đi đi. Em mời ông chơi đi. Rồi nhá. Đây đóng đại ca thành tài ba. Luôn 6 này, 8 10. 3. Đánh liêng mà gặp mấy cái thành phần thích thể hiện nhưng nó lại lắm tiền, nó lại hay tố láo như vậy thì rất là khó chịu. Bởi vì không biết cái lúc nào mà nó là đánh thật và lúc nào là nó đánh giả vờ cả. Cho nên là cái cách để mà giành chiến thắng với những cái thành phần như vậy ấy thì chỉ có cách là làm sao mình biết bài của người ta thôi. Mình biết bài thì những cái ván nào mà nó đánh láo thì mình bắt, còn những cái ván nào nó đánh thật thì là mình bỏ đi thôi, đúng không? Thì để mà biết được bài của người ta mà theo một cách kín đáo nhất thì là tôi giả vờ đi vệ sinh tí nhưng mà thực chất là về để đeo quả kính này vào mắt này. Đấy, đeo quả kính này vào mắt thì mình sẽ biết bài đối phương khi mà chưa cần lên bài. Không cần mở bài là mình vẫn biết rồi. Đây. Đây là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Đấy. Thì khi mà đeo vào thì đeo sát vào mắt là mình nhìn rõ luôn. Và đeo trong mắt thì bọn nó đeo biết là mình đang đeo kính không, hiểu không? Các ông hiểu không? Thì bây giờ tôi sẽ là đeo vào để vào đi chơi luôn. Đấy. Đây này. Đơn giản này. Đấy. Giờ là cái này. Bỏ mắt này. Tôi đeo nhá. Tôi đeo anh em chờ tôi tí nhá. Đấy. Ok chưa? Sau khi mà đeo vào mắt xong là nó kiểu như là đang đeo kính râm như này. Bây giờ tôi lấy bài nha, tôi thử xem là nhìn ok không đã. Bắt đầu là vào. Cuộc chơi. Trong cuộc chơi vừa rồi nó là bài dùng bài này. Đấy. Nét chưa? Như này nét này nhỉ. 10 rô này. Di cơ này. Ca này là ca tép này. Đây này. 2 rô này. A tép này. Đấy, chuẩn đấy. 9 này. 9 rô này. 7 tép này. 8 rô này. Ok đấy nhỉ. Bây giờ anh em cùng tôi đi vào nhá. Bài kính bài này thì nó giống như bài bình thường thôi, hiểu chưa? Nhưng người ta cũng không thể phát hiện được.
mà đeo kính vào người ta cũng không biết là mình đang đeo kính, cho nên là cái này rất là kín. Và mình biết điểm đối phương rồi thì thằng này quả này hỏng với mình rồi. Thử xem thế nào. Anh nghe, từ 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 anh nghe, từ 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 từ. Mày bắn sau đi, nốt phòng người ta chia xong rồi, bắn sau đi. Xong rồi. Ừ. Đó rồi, trời gan rồi. Cân chả có cân kéo nào đây hết nhá. Mày vào là thứ 3 triệu. Đây. 7 điểm. 7 thứ 9 cứ đánh theo bài tao, chúng mày cứ nghĩ là tao nhìn thấy bài. Kinh nhỉ. Em đánh. Thế thì đánh được. Đánh đỏ này. Ông này có vào luôn không hay là như nào? À, luôn anh, em xin được bắn trước. Đây mới vào cắt vừa, đi. Vừa đỏ vừa tiền nhiều luôn. Đây. 1 này. Phím nhá. 2 triệu này. Đấy, rồi. Bò ơi. Ôi giời. Bò ơi. Mấy là cân? 2 triệu, bình thường 2 triệu cân không hỏi gì nữa. Bò ăn đi. Bò là đúng đi đây này. Mày đỏ nhỉ. Ui này cá mắt rồ, cá mắt cụ nhá. Anh nhân thông ấy nhỉ. Chả thế. Bạn cấp 9 lắm em. Chúng mày con non mà xanh lắm. Thứ 8, 9 đều đều là được. Nhà này bỏ gà chứ, đủ gà chứ. Quên có ông cắt đi không, bảo tôi đấy. Phải cắt chứ. Cắt cái gì đỏ đúng không? Cắt cái dây rồi. Cắt làm sao được. Cắn rồi. Cắn gắn rồi. 3, 4, 6 bỏ. Nhà kia cân à? Cắn rồi. Cân thì... Nhà này cũng 2 triệu cân. Đuổi đi. Tôi sợ gì. Có tiền bao nhiêu? Đấy. 2 triệu cân, tôi bây giờ ông chỉ thêm bao nhiêu thêm thôi. Cho mỗi ông 5 củ đấy, 2 triệu rưỡi đấy, 5 triệu đấy. Cho mỗi ông 2 triệu rưỡi đấy là mục tiêu nhá. 8 điểm bỏ, 8... thế từ từ 8 điểm đấy, bỏ, bỏ đâu. 7 điểm bỏ 1, thì... 2, 3, 4, 5. Em đánh lại với đại ca, 5 thêm 5. Ui, lại thêm 5. Thêm 5. Thêm bao nhiêu? 5 triệu. Thêm 5 4 này. Alo. 5 là cái gì đâu mà. Tóm lại là cân hay là thêm? Thêm lại cho mày 3 triệu. Ừ. Đấy. Tầm mấy nửa tiếng nữa quay lại cho anh xong. Chạy rồi. 3. Em đang đợi giải việc tí nhá. Cái này thì không thể không thể bỏ được. Khô máu với đại ca luôn này. Đủ 3 này. Tất tay. Tất tay luôn thì tiền đâu được chơi nữa. 3 này. 1, 2, 3, 4, 5. 4 này. 1, 2, 3, 4, 5. 5, thêm 5. Thêm 5 à? Thêm 5. Khô máu với đại ca cân. Ván này tao bỏ mày ván đấy. Đang ăn ra mày vào 6 điểm bài không muốn cân. 6 điểm thì anh cái gì? Ít ra cái này cũng phải liêm. Đây này, đúng đấy, ông này khôn đấy. Nói chắc lắm. Ăn mình 8 điểm mình bảo chết rồi. 8 là mày, tao lên 6 mà mày thằng này yếu vía ơi, bay luôn đấy. Ông này có chân liêng thì tao chân cái gì liêng rõ ràng. Ừ. Chân gì nữa, chân cái gì liêng thật đi, liêng thật thì đừng bớn nữa, đừng đẩy như thế thôi, đánh đến lúc đấy thì không liêng cũng phải là sáp chứ đi. Tự tin đánh 3-4 vòng thôi, 6 điểm tao đánh 3-4 vòng nó căng lắm rồi đấy. Kinh nhỉ, đấy khoan, còn bài của tôi gớm thật. Để ra đánh đi. Bỏ rồi. Bỏ chứ, đánh cho hai phát là thêm 5. Rút lửa ngay chứ. Đấy. Không có gì đâu. Ăn luôn đi. Bài kia rồi. 3 điểm. Bài câu này. Bài từ từ. Xong chưa, đủ gà chưa? Rồi. Vào đây. 1 triệu của tôi này. 2 triệu này. Đủ chưa? Đủ luôn. Đủ chưa? Đủ rồi. Thế nhà này này. Nhà tôi á? Ờ. Tôi được bốc cái đã, xong rồi tôi mới bỏ gà hay không? Bốc hay là không bốc cũng là phải nó bảo ông, là nhưng mà tuần gà đấy. Gà phải đủ thì tôi mới chia. Thì đấy ông cứ chia đi. Gà đủ đi. Gà đủ ông rồi đấy, ẩm luôn đi, còn gì nữa? Không ẩm. Bài giờ ai sự ẩm leo. Đại ca làm phát 2-3 triệu rồi đấy. Làm cho mày 2 triệu, 3 triệu. Không, 2 không triệu. Đánh như thế thì... 3 củ rồi. Đánh như tiền giả ấy nhỉ. Cướp lại của đại ca ấy. Cái bên phía, xin cái phía. Mấy là cân? 2 triệu. Nhanh lên.
2 triệu là cân đúng không? Đúng rồi. Anh không hay bỏ. Bỏ. Bỏ là đúng rồi. Còn có mấy triệu cân nhỉ? 2 triệu. Bỏ nhanh ấy. Cân à? Luôn. Bỏ nhanh. Không có điểm đâu, cái bỏ cho người khác đánh đi. 1, 2, 3, 4, 5, còn lại 5 triệu cho đại ca. Bỏ ơi. 5 triệu thì tao cân mày luôn, cái gì mà mày vướng mày nhỉ? Cân đấy. Thể hiện vẻ yếu đuối rồi. Yếu cái gì? Yếu chắc lắm đại ca. 8 điểm bài. Cũng có tình chắc. Đại ca. Đại ca. Xin nhá. Ừ, đại ca. May mình lên được requi rồi lại lên con 2. May thật. Người. Bốc đi đại ca, cho đại ca bốc. Yêu tiên đại ca luôn. Đấy, chơi đi. Và chỉ yêu tiên đại ca. Đấy, ăn được mấy ván đầu mẹ ai sao vậy? Thận lên, thận ngang đi. Giờ vậy cái mang lợn à? Hai điểm á? Nhà kia đánh chưa? Chưa, nhà kia cái mỗi đến lần vào một này. Cứ đánh cũng hỏi. Này, không tôi hỏi vậy. 1 2 3 4 5 đánh theo kiểu của đại ca, thêm 5. Ván này thì chịu rồi. 5 điểm mà. Tôi nhìn thấy làng không có tiền nhá, làng không có điểm. 4 điểm đánh tự tin ghê nhỉ. Nhìn đây lên được tí tiền thì đánh căng đi. Không, nhìn cái thái độ nhá. Có tí tiền biết mau biết ngay. Nhìn cái thái độ là biết là không có điểm rồi, cho nên mình đánh. Ăn được mấy phát có tí tiền đánh láo ngay. Đây ván này vào đánh láo đi. Ván này vào đây một đánh láo này. Cân. Mấy là cân? 5 đúng không? 5 triệu là cân. 5.000 không đánh. Bỏ. Bao nhiêu? 5 triệu cho đại ca. 5 triệu là cái gì? Tôi xem bài bài cái gì rồi mà ăn tao nữa 8 2 ván đều chết à? Đại ca yếu luôn. Ai chả? Đại ca cân là đại ca. Đại 2 ván lên 8 chết hết. Tiền đâu mà đánh nữa. Yếu vía. Đây. Ừ. Bốc cái đi. 2 4 6 8 10 để thôi. Ôi. Đóng gà bốc cái. Úi rồi lên rồi. Là mấy triệu cân? Chân này đẹp rồi. Nhà kia đánh đi. Đánh đi. 2 triệu cân. Bỏ. 9, 10 lên 2 nữa. Bỏ luôn. Bỏ. Nhà này tỉnh đấy. Lên đi. 8 điểm. Tỉnh đi nữa. Sao không có điểm thì bây giờ làm sao luôn đi. Không có điểm. Làm sao cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6. 7, 8, 9, ô thiếu 100 à? 1 triệu. Thôi lẻ 100 thì bỏ đầy đầy đủ nha, thiếu 1.000 cũng được đâu. Đây, đây 100. Chơi cả 1 triệu mà thiếu 100 okay. Thì thôi bỏ đi. Bốc cho nó xanh chín là phải như thế đúng không? Đấy, rồi, bốc đầu bốc đuôi như này. Từ từ. Đây, cho cầm một ít này ông chưa đây. Đấy. Lại con cuối lên đâu. Không phải lần. Ông biết con cuối là cái gì đâu mà ông chưa được. 500 này. 1 triệu này. Đại ca. Phát 2, thôi đánh triệu. Làm gì đánh như giữa này 3 triệu. Làm cho mày 5 triệu nốt tiếng này luôn. 1, 2, đây. Chiều đại ca hết. Riêng đại ca thích gì em cho đại ca cái đấy. Ông đánh đi. Đánh chứ sao lại không đánh. Thằng đối diện đánh ván to tí nào. Cân. Cân là yếu đuối rồi. Số đầu cánh. Cân 2 triệu à? Đầu cánh như có 3 con ăn chỉ cân thôi. 2 triệu cân này, thêm 3. Nói nhỏ với đại ca. Ừ. Thêm 3. 1, 2, 3, 4, 5, con lại 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi mấy triệu cân? 8. 8 triệu đi cân cho cân lèo lèo rồi. Hôm nay cân à? Hôm nay bài mình không có gì. Cũng... Dại rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Thôi, tròn 10 đi. Nó thêm. Không thêm đủ 10 gì? Ừ. Hay là bao nhiêu? Ông 7 nhỉ? Là cân, 7 cân. 7 đi. 2. Thật rồi. 5 6. Đấy làm 10 cân nhá. Ừ. Anh làm gì thì làm đi. 3 4 5 6 7 8
thêm 8 triệu thằng nào yếu ra biên luôn. Mẹ ngu quá, mình tự nhiên cái cái bài úp vào cho thằng này. Chỗ này là coi như ta cầm tạm ta đánh nhá, mượn ra đây là 5 triệu đúng không? Ừ. Mượn tạm ta đánh. Bài điểm rồi. Cần thôi. Ô thêm mấy? Tôi thêm 8 triệu đây. Ông bỏ 8 triệu vào một cân. Thêm 8 luôn. Thêm 8 đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 này đúng không? Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thêm 10. Đấy. Thêm 10. Ừ. Căng quá nhỉ. Lần ra xem nào. Không, không có bỏ luôn thì đại ca đánh. 10 là cái gì? Vấn này có đánh 10 triệu tiền 500 đấy. Cả thẻ có 10 triệu 500. À tôi cả 10 triệu tiền 500 tôi tắt tay của mẹ ván này cả tiền lẻ luôn được. Mẹ à. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. Ui, 5 triệu này. Tiếp 5 à? 4 6 8 10 12 14 16 18 20 7 triệu này. Thêm 8 triệu từ mấy trăm nghìn lại. Nốt tay đại ca ơi. Ông này ông đánh thì tôi bỏ nào. Thôi 8 triệu. Bỏ gì Chinatro. Chinatro bỏ. Bỏ gì nữa. Thế ông 8 triệu đấy. Thế đại ca đếm luôn trong cái còn bao nhiêu nữa. Đây còn 1 triệu nữa này, là 9 triệu mày ngon mày mà bước bước vào đây. 400 nghìn đại ca luôn. Rước 800 tôi mượn 200 nghìn cho tròn đây. 800 luôn. Đây 800. Cần 8. Cần cái gì quan tư. Cần đủ chưa ông? Cứ để đấy. Các bạn cứ phải đánh thể thao đâu. Cứ cờ để cân đây, cân. Cân thì cứ ngửa đi, cân thì ngửa ra đi. Đi. 3 thằng 2 mày ăn được không? Để cái này, để này. Ừ. Ê. Ui, ui hay lắm. 3 thằng 7, thôi cho tao 500 đi taxi về. Lượn, lượn, lượn. Đại ca chết rồi, chết đại ca. Ui, bán này to rồi. Lượn, nhưng mà. Họa rồi, họa rồi.